Ơi, bữa nay em đi thăm ruộng cả nhà. Nghe nói ruộng xem ăn quá trời luôn. Bữa nay hàng sáng gầu quá trời luôn, cả nhà thức sáng đêm ngủ không được luôn. Bữa nay đi qua ruộng thăm coi. Coi nó sao? Không biết có trống không nè. Ổng gài lâu quay phim không cả nhà ơi, để chắc để lúa bị ốc ăn hết hay gì vậy. À, thằng sáng sớm hết vậy đi qua thăm thử coi nó sao cả nhà ơi. Vụ này mà trống mà giọng hơi cực cả nhà ơi, tại vì nắng quá trời nắng luôn á. Đó vậy. Coi mình quẹo vô cái đám thịt bình này mình lên mình coi lúa cả nhà ơi. Trời ơi, cứ kìa nó cháu một lỗ phải nhỏ. Xách cái thùng bơi này lên, em lên đây em quay máy cái nhà ơi. Lên đi quay máy rồi thẳng rồi qua ấp, bắt ấp luôn. Trời ơi, con này cả nhà ơi, luôn em trống dữ thằng luôn cả nhà con nè. Một lỗ ồn binh thấy ghê hổm không cả nhà. Cái này chắc bị ốc ăn quá cả nhà ơi. Bà hổm xịt thuốc ốc mà bị mắc mưa cả nhà. Quá trời mấy đêm mưa lớn luôn á. Rồi làm như không chết ốc á, cái ốc ăn thôi gì rồi. Để em quay máy. Quay máy rồi em xuống bắt ốc cả nhà ơi. Bắt ốc có ốc thì bắt ốc, còn có cá thì bắt cá luôn. Còn mấy con sống sống
trơn cái nhà ơi, trống quá trời luôn. Mình bơm cạn ra mới thấy nó cái nhà. Đi còn nóc trơn. Nó ăn trống rỗng luôn hết trơn luôn. Chỗ này dầm dầm hết. Cái đá luôn cả nhà ơi. Trời ơi, coi con ốc này cái nhà nó vui. Ốc cà bá luôn. Cái này nó ăn luôn, chịu gì nổi không cả nhà. Ở trên đây chỗ này ít hao, dưới đó hao quá trời hao luôn. Ăn lúa hơn nhiều luôn cả nhà. Chỗ này dẫm với bà luôn cả nhà ơi, quá trời lúa nó ăn lúa luôn. Ồ đây hai con nữa nè. Trời ơi, này thấy chưa, ốc chà bá không bao giờ ăn luôn. Xịt công gần 200 ngàn thuốc ốc rồi đó cái nhà mà không chết, không chết ốc luôn á. Ôi có con cái chơi. Có cái chơi mất cạn nữa cái nhà ơi nè. Trời ơi, mình bơm nước ra cả nhà. Cáo quá trời luôn á. Ủa, có mập quá nè. Nãy giờ đi mà bắt được 2-3 con cá cả nhà. Em đi bắt ốc. Bắt ốc bằng lúa mà giờ kiếm được vậy. Con cá cũng đỡ. Nè, đem con ốc luôn nè. Đi dài ra chỗ đó chú. Coi nè, ba con luôn. Ba con chà bá luôn. Ăn nè.
chỗ này trống lỏng luôn, cả nhà dặm thấy bà luôn rồi. Đây con đó nè. Cái này xịt nó không chết cả nhà ơi, xịt sâu còn sống hoài á. Cái nè. 4 5 con luôn. Ốc nhỏ nhỏ này nó ăn lúa cực kỳ luôn cả nhà. Dạ. Hai con ốc chà bá luôn. Thứ này lúa nào chịu nổi không? Hết biết rồi, ăn lúa trống lỏng luôn cả nhà ơi. Coi nè. Ăn chỗ này không còn cái lúa luôn á. Chỗ này không còn cái lúa luôn cả nhà. Biết mạ đâu mà dục vũ lỗ này nữa. Trời ơi. Quá trời luôn cả nhà ơi. Trời ơi, cái gì cua chết nữa nè. Ủa còn sống. Cua nhỏ. Thả cho nó xuống đường nước đi. Đây con cua nhỏ đây nè. Ốc cành cành không á tơ ơi. Ăn chỗ này không còn cái lúa luôn, trống lỏng luôn. Cái này hết biết ấp luôn cả nhà ơi, quá trời. Nó bò đường nè, bò đường luôn cái trời. Nè giờ qua đây đây. Nè đây. Nè đây con nó bò có đường luôn cả nhà. Trời ơi đây nè. Thứ này đây nó ăn lúa em. Bó tay luôn cả nhà ơi. Từ mấy đó nó ăn vòng lại chỗ này. Có lỗ còn hơn là bằng cái xăng nữa cả nhà. Cái này dặm cậu 8 nha. Quá trời chỗ này nó trống luôn. Đi bắt ốc mà đi không hết nổi luôn cả nhà ơi, quá trời ốc luôn. Cái gì mà ăn dữ vậy nhỉ? Mấy con ốc này là mấy con ốc cứng đầu nè cả nhà, bà hổm xịt rồi nè, xịt hai quận luôn á mà còn không chết nữa. Ồ chỗ này cá chạy dữ nữa ta. Ồ con ốc chà bá luôn cả nhà. Cá nhỏ nhỏ luôn nè. Ôi ê con cá chơi. Ý dính rồi. À, tưởng trên đường nước nó chạy xuống đây nè cả nhà. Ở chỗ này cũng có cá nè cả nhà ơi. Không biết là nước nó chạy xuống kìa. Ê đây hai con ốc nữa nè. Hết biết cá nó nghèo như này chỗ này luôn kìa. Mùi đúng quá. Nè. Cái cây. Cái gì mà nó nheo chỗ này nhóc chứ. Trời ơi. Con này cả nhà ở đây có cái lỗ mồi rõ ràng luôn á, bởi vì bơm nước nãy giờ. Đi ra. Cái này đường nước mồi bơm ngoài bơm kinh vô nè, đạp lại cho nó. Nó chảy chảy vô ruộng ở ngoài sông cả nhà. Có lỗ mồi nè. Chảy vô lúa. Quá trời cái lỗ này nó xịt nước vô luôn. Ở đây có con ốc không? Ốc này chết. Ủa cái gì đấy ạ? Ờ cái lóc này nó muốn xỉu luôn cả nhà. Đây nè. Cái lóc này làm gì nó bị ngợp hay cái ngang nhập sinh nó gì? Còn ngấp ngáp nè. Cái lóc ngợp cái lóc gì em gặp lại muốn bắt lát hết trơn. U ốc gì? Nè ốc cũng quất luôn. Nè trên tay con đó nè. Rồi ở đây con cua nữa nè cả nhà ơi. Cua nhỏ nữa nè. Con đẹp không? Cái chức nản luôn nằm bị mắc ở kẹt cái nước nè. Mình bơm nước ra cả nhà. Khô nước cái nó nằm đó luôn. Đây con ốc chà bá nè. Ui. Nãy giờ gạo gạo dòng lúa rồi cả nhà ơi, bắt quá trời nhiều ốc luôn rồi, trống quá trời trống luôn, đi thăm lúa cái này muốn trống mặt luôn cả nhà.
bữa sau dặm nổi nữa. Ôi. Quá trời chỗ này nó heo luôn. Coi coi này cả nhà. Ôi, chỗ coi cái nhà coi nè. Nhiều ốc đây là mình biết, nhiều ốc đây là nó ăn lúa cũng bộn luôn cả nhà. Ăn không còn non nước nào với cái miếng đất của em chưa. Vậy mà bắt được. Thôi là bắt được mấy con cá cạn cả nhà, cá lóc mà mập quá trời mập luôn nè. Hai cái chơi bự to đùng luôn á. Ui, dằn. Chứ còn cá lóc tửng nè, với cái ruột phi nhỏ nhỏ nữa. Dài vô luôn mới được. Cả nhà theo dõi clip nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em cả nhà ơi. Lúa trong quá cả nhà ơi. Chia sẻ nhiều nhiều giúp em. Cảm ơn cả nhà nha. Bye bye, xin chào cả nhà nha.